trong năm cảnh thái triều nhà Minh, Phản Quan Chuyên Quyền đã kinh thành thiết lập thập nhị giám, thập tam phố, tứ tỳ, bát trục và nhị thập tứ nha môn, quyền lực rất lớn lao. Trong đó Đông Xưởng là bộ môn phụ trách giám sát tình báo, quyền cao chức trọng rất ngang tàng để đối phó với những kẻ chống đối mình. Đông Xưởng dùng nhiều tiền bạc đi chiêu mộ những tử sĩ hùng mang ở khắp nơi, tổ chức thành chiến đội cờ đen khát máu, được bí mật huấn luyện rất nghiêm ngặt. Mi mi cha diễn cờ sĩ. Đông Xưởng còn thiết lập bộ quân khí, chuyên môn thiết kế các loại khí giới giết người tối tân, cần lợi dụng tử tù làm thí nghiệm. Buông ta ra, bọn cẩu tặc tụi mày chết không được yên đâu. Mày cũng ra đi mau. Mãi qua sao như thế? Đại tá giám Tào Thiếu Khâm tự nhậm Đông Xưởng đốc công, trên quy hiếp thiên tử, dưới ra lệnh bá quan độc lãm đại quyền ở trong triều, cực lực bài trừ dị kỷ, quyết tâm kiến lập Dương triều Đông Xưởng. Tào Thiếu Khâm ở Đông Xưởng tự lập công đường điều tra tình hình quan dân, nếu có ai dám đối kháng với hắn lập tức bắt vào Đông Xưởng hành hình tới chết. Có ai nói tới Đông Xưởng tất cả đều kinh hồn khiếp vía, ám ảnh khủng bố bao trùm thiên hạ của Đại Minh. Ta là người gì? Bẩm đốc công, binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên đã dạy đến. Hắn có cơ sở. Ngày 8/4, hắn đã liên đồng với lễ hộ hình tam bộ thượng thư, muốn đệ trình lên hoàng thượng một bức gián thư yêu cầu hoàng thượng đóng cửa Đông Xưởng. Bẩm đốc công, bức gián thư mà chúng ta chẳng lấy được. Dương đại nhân, hình như có chỗ hiểu lầm cho chúng tôi đó. Thái giám Đông Xưởng, chúng tôi một mực hết lòng với hoàng thượng. Đại nhân bị ra chuyện như vậy là hoàng thượng tức giận, không sợ bị chặt đầu hay là sao? Mình thái tổ của Di Quấn, hoàng quan không được tham chánh, tức là không muốn cho bọn yêu nghiệp bất luân bất loại các người khuấy nhiễu triều chính. Bây giờ các người còn lạm sát các quan trong triều đình, kẻ bị chặt đầu đó là mi. Còn dám hỗn sự, gia hình
Dạ. Dương Hữu Hiên, ngươi không biết tình hình triều đình ra sao, mau giao binh quyền ra đi. Ta còn tha mạng chết cho. Pháp chế Minh Triều nếu vào lọt bọn tiểu nhân các ngươi, thật đáng tức cười. Không có thủ dụ của hoàng thượng, ai cũng không có thể lấy được binh quyền của ta đâu. Mi đừng có nằm mơ. Quân Mây, muốn tiếp thánh chỉ hả? Viết vào tấm cho Dương đại nhân đi. Tào Thiếu Khâm, giang sơn của Minh Triều bởi vì bọn tiểu nhân như mi. Hắn cắn lưỡi tự giận. Tuy rằng Dương Vũ Hiền đã chết, nhưng mà bộ thủ trong quân đội của hắn chỉ e là sẽ nương tựa thân tín của hắn hồi trước là Châu Hoài An. Phải bảo vệ con trai con gái của Dương Vũ Hiền, gã họ Châu sẽ cứu chúng nó. Tuân lệnh. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế triều giết Phạm Quan binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên, đồn binh ở quan ngoại, mưu đồ tạo phản. Hoàng thượng có chỉ, giờ ngọ trảm thủ hành hình. Khâm thử. Giết chết hết tất cả nhà của Dương Vũ Hiền, nhưng cố tình để lại một đứa con trai và một đứa con gái của Dương Vũ Hiền. Mùa thu năm đó, giải đầy hai đứa bé ra trại ngoại. Tào Thiếu Khâm mượn cớ đi săn bắn, bí mật điều động chiến đội Hắc Kỳ xuất kinh, theo dõi mưu toan vụ thân tín của Dương Vũ Hiền, tức là danh tướng nổi tiếng Châu Hoài An xuất hiện để mà tiêu diệt, hầu đạt đến mục đích. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đi hết cả buổi rồi không có thấy cây nào để mà che mắt, thiệt là nóng nực quá. Cúi lại Bồ Tát, Khương Mạn Ngôn này xin rút kiếm ra thề, quyết cứu cho được con cái của Dương Công được bình yên vô sự. Tất cả chuẩn bị xong xuôi rồi, xin lên đường. Được. Đệ
Muốn ra Ngọc Môn Quan phải đi qua Trì Thành, Đồng Trấn và Khê Cốc, ba chỗ này. Các ngươi phân binh tam lộ, ta tọa trấn Trung Hương, bộ trận Thiên La Địa Võng. Bẩm đốc công, tam lộ đại quân làm theo mạng lệnh hoàn thành bố cục rồi. Chúng ta bây giờ làm sao đi? Từ chỗ này ra Ngọn Môn Quan phải qua Trì Thành, Đồn Trấn, Khê Cốc, ba chỗ địa thế hiểm yếu. Theo ta nghĩ, Tào Thiếu Khâm nhất định sẽ mai phục một đội quân ở chỗ này, còn phía tây là một lòng sông đã khô cạn. Chúng ta phải đi chỗ nguy hiểm, giết chết chúng nó không kịp trở tay. Được, đột nhập từ chỗ này. Tôi theo dõi 3 ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trước đây Châu Hoài An là ải tướng bên cạnh Dương Vũ Hiền, nó có thể ngồi ghế giáo đầu cầm quân 80 vạn, đều là nhờ Dương Vũ Hiền. Nhưng còn tình nghĩa, Châu Hoài An nhất định sẽ cứu hai đứa bé này. À, khát nước quá. Nè, uống đi. Chú à, cho chúng tôi chút nước đi. Tránh ra đi. Nè, qua đây, chùm hai tay lại. Cảm ơn chú. Uống từ từ đi, đừng có gấp. Chị không uống sao? Chị không uống, em uống đi. Thả tụi nó ra. Không được, đây là lệnh quan, không thả thì giết nó. Ê, chúng ta tới cứu người, không phải là tới giết người đâu. Muốn giết thì giết người của bọn tay sai Đông Xưởng đi. Hãy mau thả bọn họ ra rồi đi theo chúng ta, bằng không thì Đông Xưởng không có tha cho các người đâu. Còn suy nghĩ gì nữa? Đã hết đường chọn lựa rồi, mau lên đi. Chị, em à, có mai phục bảo vệ hai đứa trẻ. Oh!
Bọn này chẳng qua là bọn tép riêu thôi, cá lớn chưa xuất hiện đâu. Hai cái xảo zai zi de ren zhong yu chu xian. Zong xian. Bẩm đốc công, người đó không phải là cho Hoài An, xem mọi hình như là một bọn thảo khấu. Em bảo à, tụi mình được bình yên rồi. Dạ phải. Châu Hoài An đa mù túc trí, những người phải tới đây đều là thảo khấu trong giang hồ. Cho tụi nó đi đi, chúng ta sẽ bắt tròn ổ sau. Đây là Long Môn Quan. Ta đã có hẹn với Châu Hoài An hội họp nhau ở quán trọ Long Môn, rồi mới cùng nhau lên đường. Chúng ta dẫn theo hai đứa trẻ, đằng sau lại có truy binh của Đông Sưởng. Theo tôi nghĩ phải đi từ dòng sông Trực đến Long Môn thì hay hơn. Làm theo ý của huynh đi. Dương Quan là đại đạo, thừa ngôn tiếu. Người dẫn 500 cẩm y vậy giữ quan ải này. Dạ. Ngọc Môn Quan có rất nhiều tiểu lộ, phái tinh quân đi phóng tỏa những con đường đó. Về phần Long Môn Quan, tuy là đã có trọng binh canh giữ, nhưng ta nghĩ Châu Hoài An sẽ đi đường nguy hiểm, hội họp bọn thảo khấu xuất quan từ ở chỗ này. Các người dẫn binh đi theo đường tắt, ta dẫn chiến đội Hắc Kỳ theo sào tới đó. Đốc công cao kiến. Xuất phát. Tuân lệnh. Yeah.
Bánh bao thịt đây. Tám lượng. Sao lâu quá không đem rượu tới? Dạ, tới ngay. Nửa dòng gió cả ngày làm cho cả mình đầy bữa nè. Sao tới sớm vậy? Gì, không tiếp ta? Dạ, không dám. Nếu không có đại nhân trấn thủ biên quan thì chúng tôi làm sao làm ăn ở đây được. Rượu đâu? Dạ, tôi lập tức lấy ngay. Rồi, rượu, uống đi. Rồi. Đại nhân à, rượu đây. Nè, các người xem đi. Tam lượng rốt rượu rất là đúng. Không hơn không kém. Đồ đặt cho đó đó. Đây, cô chủ đâu rồi? Dạ, ở trên lầu á, cổ đang bàn chuyện với lại khách hàng. Hay là muốn mượn thân thể của tôi đi hả hề? Xuyên sân hổ, tôi chỉ cho huynh lựa một thứ thôi. Đừng lựa sai nha. Không cần phải lựa đâu. Cái bọn đàn ông huynh người nào cũng hấp tấp như vậy hết. Nói làm là làm à. Làm xong là bỏ đi. Đừng có nói nữa. Đừng có hấp tấp mà. Hãy mau cho huynh đi. Huynh nhất định phải trả lời tôi. Muốn đường hầm hay là muốn người? Hai thứ đều muốn hết. Đâu có dễ dàng như vậy. Lão nương rời người không có đủ chín lạng thịt đó. Hả? Tìm lá liễu. Đưa người xuất quan thì được 100 lạng. Đưa người đi quỷ môn quan thì được 400 lạng. Vậy kêu Kim Tư Ngọc này chọn cái nào? À, lại có thịt làm nhân bánh bao nữa rồi. Mời xuống hả? Chứ ăn thịt dê nhiều như vậy coi chừng quá bổ làm đứt cơn máu của huynh đó. Vậy cho mượn chỗ đó của cô để xa hơi đi. Xả cái đầu huynh. Người này là ai vậy? Qua đây. Cô thấy đàn ông là động tình liền. Quên tôi rồi sao? Đồ tươi để cho ông ăn rồi còn nói tôi bạc đãi ông nữa. Rất đẹp trai đó. Nó là tù truy nã Châu Hoài An, từng làm giáo đầu cấm quân. Hả? Người xinh đẹp như vậy lại làm giáo đầu của cấm quân? Thật không ngờ đó. Hắn bây giờ còn xui xẻo làm bên lòng đến Đông Xưởng, chắc phải rụng đầu đó. Đông Xưởng? Phải. Chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Cô đừng có nói bậy nha. Ý, cái đầu của Xuyên Sơn Hổ này trị giá 500 lạng hả? Toán Tử Thảo à, kêu đầu bếp bất ngộ, khi giết con dê phải để lại cái đầu nha. Còn nhớ heo nhớ bò sao không nhớ tới tôi? Trước mặt đông người như vậy giống nhau đích của lão nương, coi chừng bọn thuộc hạ nó học theo đó. Tại sao cái đích của cô có máu vậy? Đâu có. Coi nè. Vậy hả? Cô có kinh rồi đó. Chưa từng thấy hả? Gì nhà hỏi mẹ của anh đi. Mẹ của tôi chết rồi. Hỏi em gái của người đi. Ừ, không đi. Tới đây tao đập bể cái đầu của người cho coi. Quan nghênh, xin hỏi muốn mấy căn phòng vậy? Cho 3 căn thượng phòng đi. Được rồi, xin ngồi chơi một lát đi. Tháng trước cũng không phải cái ngày này. Nói có là có à. Lần sau cho biết trước đi. Khách quan, để tôi. Thôi khỏi, để tôi. Dạ. À, các vị khách quan, ngồi đây nè. Ở đây sạch sẽ lắm. À. Cho bánh bao và bánh chiên cho chúng tôi. Dạ, bánh bao, bánh chiên, thêm chút rượu.
Nghe cho rõ, chỗ này là chỗ của tôi, người và hàng đều là của tôi. Nếu ai dám phá hoại cái lệ này thì về sau kêu người khác tới nhận đồ đi. Mưa gió tám phương không sánh bằng mưa ở Long Môn. Trời quang mây tạnh, làm sao có mưa gió? Nói vậy thì các vị chắc từ xa mới đến hả? Ê, khách quan à, từ đâu đến vậy? Chúng tôi đến từ miền Nam. Muốn đi đâu đó? Miền Bắc. Định ở mấy ngày? Ngày mai chúng tôi lên đường. Bay mau đi. Tặng cho anh nè. Mấy ngày này không biết từ đâu tới, không biết lai lịch, chúng ta hãy cẩn thận nha. Một người là nha sai, một người thì bị thương. Người đàn ông mà mặc áo đen chắc là chủ của họ đó. Người đó là phụ nữ. Hả? Phụ nữ? Người nào mà không có thẳng nhục kim tư ngọc này khẳng định không phải là đàn ông. Thịt có vấn đề. Hả? Chuyện gì? Đồ không được sạch. Họ cả lệnh cô. John. Có kim cương vừa không vậy? Có của mẹ mày. Ây da, trời tối rồi sao không thắp đèn? Cô chủ, nhân thịt trong bánh bao này là thịt gì? Thịt thập hương. Cái gì gọi là thịt thập hương? Tôi còn tưởng khách quan đi xa hiểu rộng. Ở Lương Sơn bà có Tôn Nhị Nương là bán thịt thập hương đó. Cái chỗ của Tôn Nhị Nương là hát điếm mà. Ây da, chỗ này của tôi là quán trọ Long Môn. Xem ra rất giống mẫu dạ xòa. Vậy hả? Tiện nữ tên là Kim Tư Ngọc. Rất tiếc, đất bùn khó mà thành vàng, sỏi đá khó thành ngọc. Vàng thái của khách quan thật là hay. Trên đời có biết bao nhiêu việc có cái tên không xứng với danh của nó. Nhưng mà cũng có những kẻ chỉ có bề ngoài nhiều đó. Nhan sắc của cô cũng đâu có kém. Nhưng tôi xem thấy cô còn triệt để hơn là cô xem thấy tôi đó. Nè,
你得让我看你看得通透一点嘛。Rất tiếc. Những thứ này đối với tôi đều có ăn nhầm gì. Kêu thêm vài người đàn ông tới đây coi như vậy mới náo nhiệt chứ. Chê, bộ cô tưởng Kim Tư Ngọc là sợ đàn ông ngó thấy sao? Những đàn ông mà bị tôi chơi còn nhiều hơn cô đã từng thấy đó. Xem bộ dốt của cô chỉ e còn chưa biết đốt đần cày có phải hay không. Không chừng còn là gái tơ nữa đó. Trời còn chưa sáng, con gà mái này đã gấp rút đi báo giờ rồi. Coi cô ở trên nóc nhà đốt đèn cày như thế nào. Xin hỏi quán trọ Long Môn ở đâu? Thì là ở đây. Cô là cô chủ hả? Kêu tôi Kim Tư Ngọc được rồi. Kim Bích Sinh Quy Ngọc Lung Linh. Tên đẹp lắm. Người thì sao? Có phòng không vậy? Ây da, rất là phong nhã. Đi buồn đó hả? Tôi cần căn phòng. Muốn ở bao lâu? Sợ không có tiền trả sao? Chỉ sợ huynh bỏ đi không cho biết thôi. Người ta nói mưa gió tam phương không so sánh nổi với mưa ở núi Long Môn. Núi Long Môn có mưa tuyết, địa hổ hạ sơn. Thì ra là đồng đạo, sau này phải thường tới lui với nhau. Bình thủy tương phùng, sau này phải nhờ cô chủ chiếu cố cho. Vậy phải coi đèn cày của huynh có cháy hay không. Khưu cô nương. Tới rồi. Đây là tiểu điếm, xin khách quan đừng khách sáo nhờ. Cô chủ à, hôm nay mặc đồ ngồi quất đây rước khách của quất hả? Còn nói nữa, tôi đã kêu huynh lấy miếng vải chiều bài này xuống giặt rồi. Huynh xem nè, làm tôi dính bụi đầy mình. Người này nhất định là phụ nữ rồi. Sao huynh biết? Không phải cô nói sao? Nếu người nào không ngó thẳng tới cô không phải là người đàn ông. Người này đâu có phải như vậy. Cặp mắt tuy là không ngó nhưng mà trong lòng đã ngó từ đầu đến chân rồi. Xem tình hình trong lòng anh ta cũng đâu có ngó đến cô. Quynh lại nghe được tiếng kêu rất là êm tai rồi. Đi giặt đồ đi. Đừng có thổi bản phá trần tự. Chú Châu. Còn nhỏ như vậy thì tội nghiệp quá. Đây là Hạ Hổ. Lần này được các bạn trong giang hồ rút đao tương trợ, Châu Hội An tôi vô cùng cảm kích. Đây là cây khuyển sĩ đạo cổ tiễn, là một loại vũ khí giết người Đông Sử mới làm gần đây. Trước khi tôi ở trong triều của lãnh giáo Hoa, sau này có gặp phải đặc biệt cẩn thận mới được. Chừng nào chúng ta mới khởi trình xuất quan? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Lão Tần, chú ấy cầm số bạc này đi ẩn trốn thời gian sẽ đoàn tụ gia đình. Châu đại nhân, tiền bạc này tôi lấy không được đâu. Ê, chỗ này là hắc điếm, lông xà hỗn tạp, tất cả thu xếp hành lý rời khỏi chỗ này. Chào cô chủ.
Tôi biết Thế Huynh cũng tới. Cô chủ đón biết sự việc như là thần, bội phục. Không cần huynh khen đâu. Tôi tới xin hỏi khí hậu. Mời vào ngồi. Thượng phòng này thanh tịnh quá. Ở chỗ quan vô hẻo lánh này đâu có gì là lạ. Thượng phòng chỉ là căn phòng bừa bãi thôi. Khách quan muốn dùng trà gì? Cái này là hoa gì vậy? Thiệt đẹp quá. Bộ tưởng là hoa tuyết liên hay sao? Chỉ là hoa cà rốt thôi. Tuyết liên hoa chỉ có trên tuyết liên sơn thôi. Mời dùng trà. Huynh định chừng nào lên đường? Tối nay tôi lên đường. Tôi e là huynh đi không được. Tại sao? Khí hậu ở sa mạc huynh không biết sao? Vậy thì cô chủ chỉ điểm giùm nha. Bây giờ là thời tiết quỳnh mai, khí hậu biến đổi rất là đột nhiên. Dù rằng đang nắng chang chang cũng có thể nháy mắt một cái là mưa xuống. Còn có mưa to bão tố nữa. Ở đây trong vòng 30 dặm chỉ có cái quán trọ này của chúng tôi. Dù cho huynh lên đường cũng không tới được cửa quan. Trời mưa cũng mặc, trời lạnh cũng mặc. Tôi nghĩ trong lòng cô cũng đã hiểu rõ lắm rồi mà. Phải coi người đó là ai. Chỗ này không lưu khách, nhưng mưa lưu khách. Ở thêm vài ngày đi. Mưa gió thay đổi mà. Ở đây chỉ ngó trời thôi. Không ngờ khách quan là người có lòng đó. Mới gặp nhau nhưng mà sẽ quen nhau. Xin cô chủ hãy chiếu cố giùm cho. Vậy huynh còn đi đâu? Cô dẫn theo hai đứa trẻ, không có tiện lắm. Bắt cóc phải không? Xin cô chỉ cho con đường sáng. Vậy xem coi huynh muốn đi con đường nào. Nếu đi công khai, thiên hộ đại nhân ở biên quan là bạn của tôi, có ai mà không nể mặt kim tương ngọc này vài phần chứ. Không chừng tôi sẽ có biện pháp đó. Nếu muốn rút đi bí mật. Ây da. Đưa đây coi. Xem cái gì? Kim thương đau phiến tối vô tình. Cô chủ à, chúng ta bình thủy tương phùng, tôi không phải là người phụ ơn đâu. Vậy tối nay huynh tới đây nữa đi. Tối nay tôi phải lên đường đó. Huynh đi không được đâu. Tôi chờ huynh. Lại. Mẹ kiếp, chúng mày thật là đồ ngu. Sao không kiên cái bàn tới chỉ gài cái thang làm sao mà chịu nổi chứ. Mở cửa ra. Cái thằng khốn nạn nào đó vừa mới đóng cửa mà kêu mở, đừng có mở nha, để cho nó bị ướt mưa đi. Mở cửa. Gõ gì chứ, gõ nắp quan tài của cha mày đi. Các người điếc sao vậy? Kêu cả bữa không có chịu mở cửa. Trần này nguy rồi. Ba người cầm đầu Long Sưởng đã tới đây. Khốn nạn, tông cửa nhảy vô là mất hết sổ sách rồi đây nè. Ê, các người đuôi ra hay sao không đóng cửa lại nữa? Nè, đóng cửa lại, lướt lại đi. Bà chủ, kêu cô đó. Kêu gì chứ, không thấy đang lượm đồ hay sao? Có thượng phòng hay không? Hết rồi, không có phòng trống đâu. Vậy cảm phiền cô, đuổi hết bọn họ ra. Khi lão nương thấy vui thì làm gì cũng được. Còn thấp đó, nếu không vui dù có 100 cây đao để cần cổ cũng không có được. Lấy đi. Dạ, mua tắt. Nói gì? Chúng tôi đây là thương buồn, cho dù tính bao nhiêu tiền cũng được, quan trọng nhất là phải được thoải mái. Tôi cũng là người làm ăn, tiền tôi cũng không có coi trọng. Các ông vừa tới đây làm cho rối loạn lung tung tính sao đây? Vậy cô hãy tính toán lại coi, tổn thất là bao nhiêu? Chúng tôi đây sẽ đền lại gấp 3 cho cô. Thượng phòng hả? Còn có một căn, theo tôi. Mưa to gió lớn như vậy chắc là đi không được đâu. Chờ tạnh mưa.
Dọn hành lý vô đây. Ở đây phòng ít có khách nhiều, các ông định ở bao nhiêu ngày? Tùy theo thời tiết thôi. Cô coi, nén vàng này có thể ở được bao lâu? Mưa lớn như vậy mà còn hành trình thật rất cực khổ đó. Mời ông dùng trà. Cảm ơn. À, cô chủ à, mấy hôm nay có người lạ mặt nào tới đây ở không? Các ông kiếm người sao? À, chúng tôi là thương buôn, ra vào phải cẩn thận, chỉ sợ có rắc rối cho nên hỏi thôi. Mời dùng trà. Nếu như chỗ này có rắc rối á, thì tôi cũng không có làm ăn ở Long Môn Quan đâu. Ây da, xin lỗi nha. Cô chủ kia mà, trà này thật là đặc biệt. Trà không có gì đặc biệt đâu, người uống nhạy cảm thôi. Dạ không. Đoán thử coi cho quầy ăn có đi con đường này không? Phải xem xét khắp nơi. Xem rõ sao lại ra tay. Trong quán trọ thấy có nhiều bóng người, nhưng không phải người của mình, còn chưa ra tay đâu. Huynh để ý khắp nơi, cẩn thận hợp tiền đó nha. Dạ. Không biết bọn này là ai, làm tặc phải phòng tặc. Mẹ kiếp nó. Ngó thấy lột da của người, không để cho người có áo mặc. Chạm cái đầu của người để người khỏi có nhìn thấy mặt trời. Trên nóc nhà có người. Ai bị trời đánh đó? Tụi mình còn đủ ở đây. Thật là may, trời đánh bọn nó cho tan xương nát thịt đi. Quả là ông trời có mắt. Thiệu Đường và Châu Bưu đâu? Để tôi tìm coi. Đừng đi, nếu đi tìm cho bức mây đồng rừng. Bên ngoài mưa gió lớn như vậy, nếu có Châu Hoài ở đây thì hắn cũng không đi được đâu. Đúng, đúng. Khi sai Thiêu Điện xem kiếm, mộng hồi thổi giác liên dinh. Chúng ta phải chờ tới chừng nào mới có được những ngày thái bình? Chờ chờ chờ, không chờ nữa. Đừng có nóng nảy như vậy nữa. Hey! Nóng nảy cũng vô ích thôi. Không nóng nảy có ích sao? Ê, hey, đừng có nói lớn tiếng. Nếu chờ bọn chúng đến đông đủ, bọn nó dây đánh ta, tính sao đây? Hà Hữu, tiền đó cho ngươi rồi. Giang hồ có lực lệ của giang hồ. Khưu cô nương, huynh đệ chúng tôi ở Hạ Nam Sơn, xưng vương xưng bá, cầm dao đâm chém kiếm tiền kiếm bạc. Lần này vì cứu hai đứa bé này đã làm lỡ mất nhiều việc buôn bán, không biết tổn thất bao nhiêu tiền bạc. Huống chi còn lộ mặt ở trước quan phủ nữa. Đúng là làm người tốt thì mất cả vốn lời mà. Được, ta đền tiền cho ngươi. Ê, mau dọn dẹp đi. Các vị khách quan hồi hôm trời gầm mưa ngủ ngon chứ? Ngon gì? Mời 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 mời.
Thuận à, lau bàn cho sạch đi. Dạ. Cho mình trà ngon đi. Dạ. Còn chưa biết Châu Bưu và Thiệu Đường đi đâu hả? Lạ thật, cả thi thì cũng kiếm không thấy. Người không có bóng, chết không có xác, chắc là có vấn đề gì. Đỗ à, lấy bánh bao ra. Quỳ, chủ quỳ, sáng nay không ăn bánh bao đâu. Cho thịt dê nướng ăn đi. Một con dê nướng. Ở sao mà cũng có dê sao? Có chứ. Dê ở đây mà mập rất đáng giá, hồn giết hai con. Được, chúng tôi cũng ăn một con. Một con hả? Ừ, tới ngày. Mẹ kiếp đó, hồi hôm phá đến sáng còn chưa đã, trời hừng sáng lại chơi nữa. Các người coi chừng nha. Huynh đệ, tướng mạo thật là tốt, thiên đình bảo mãn, địa cát phương diền, ấn đường sáng tỏ, mắt mai hồng hào, tôi xem vận mai sẽ tới đó. Cảm ơn lời khen của tiên sinh. Nếu huynh không phản đối, xin ngửa bàn tay tôi coi được không? Được, hân hạnh lắm. Quan vận rất tốt, thời vận thông đỉnh. 2 năm về trước huynh có một lần quan vận, bây giờ đang phát tài ở đâu vậy? Chỗ nào mà không bằng thẳng, tôi đạp cho nó bằng thẳng. Chỗ nào có gây cản trở, tôi đốt cho ngã hết. Hèn chi quan vận của nhân huynh gặp trở ngại đó. Nói gì làm quan, tiểu đệ làm sao sánh được với nhân huynh bộ bộ cao thăng. Sao lại nói vậy chứ? Ở nơi quan du, người thường dân tại sao lại đeo giày quan vậy? Xin đừng khẩn trương, nhân huynh làm quan chắc biết rằng kinh thành gần đây có xảy ra chuyện lớn chứ. Không biết huynh muốn nói là vụ nào. Binh bộ thượng thư Dương Vũ Huyên, Dương đại nhân bị kẻ gian hãm hại. Hả? Chẳng những đại nhân bị người ta giết, còn bị lột da nhét cỏ vào, còn bị giết cả nhà nữa. Chuyện vô thường lý như vậy, huynh có biết bọn cẩu tặc còn làm hay không? Không biết. Không biết đâu. Thật hả? Ơi, nóng nực quá à. Mát mẻ đi, trời nóng quá. Nè, đại nhân à. Ê, không phải, đại gia à. Ông xem ảnh giùm tôi coi có dẫn đào hoa hay không. Tôi thấy trưởng ảnh có tử văn nhãn, có đào hoa à, nhiễm phúc không ít đó. Vậy hả? Kẻ giết Dương đại nhân, tức là bọn giết người không gớm tay, ăn người nuốt luôn xương, là cái thứ người không có đâu. Đừng nóng giận. Tất cả xin hãy bình tĩnh. Nè, cô thích đốt đèn cầy, bù lại cho cô đó. Đi mua cái bàn mới đi. Bù có một chút thôi thì e không đủ đó. Lấy đồ ăn ra, bộ muốn người ta chết đói hả? Vị huynh đệ này thật là can đảm, ăn nói phi phạm. Xin hỏi huynh đệ tên họ là gì? Phần Bình Phiêu Bạc Bổn Vô Căn, Thiên Nha Vô Tử Quân Mạc Vấn. Nè, chúng ta hãy cạn ly vị năm không tên tuổi này. Được, tôi xin cùng các vị cạn một ly vô danh tửu này đi. Mời. Mời. Về nước tới rồi. Cô chủ à, con dê đó không phải là tôi kêu sao? Dê thì phải nướng từ con chứ. Tại sao đến sao ăn trước vậy? Hả? Còn tranh cái gì nữa chứ? Thì mỗi người phần nữa đi. Đều bất ngờ. Dạ chú gì? Anh chặt con dê đó ra giùm tôi, chia cho mỗi người phần nữa đi. Chặt xuống thôi nghe. Chặt sao cũng được mà, miễn chia đều là được rồi. Dạ biết rồi. Dạ cầm, không biết cho hoài ăn có quan hệ gì với hắc điếm này không? Tôi sợ đem về lắm mộng. Tối nay phải ra tay giết bọn chúng, để chúng nó trở tay không kịp. Hey, thật là may quá, bữa đã tạnh rồi, tụi mình lên đường đi. Quỳnh quan hốt như vậy, tụi nó phát hiện đó. Mục tiêu của chúng ta rất lớn,
huống chi không biết tình trạng bên ngoài thế nào. Chúng ta còn dẫn theo hai đứa bé nữa, lúc chạy không nhanh bằng họ đâu. Nếu như đây là một hắc điếm, nhất định là có đường hầm mà. Tối nay chúng ta hãy kiếm coi. Hồi nãy rất là nguy hiểm. Nếu tôi không nhanh trí càng bọn chúng khi họ đánh nhau thì mình tổn thất nặng đó. Ê, đừng có uống, cậu bỏ thuốc mê vô rồi. Uống ly này đi. Nè, hay là tối nay. Tối nay thế nào? Coi bọn các anh kìa, tất cả đều là đồ ăn hại. Nếu mà chúng ta rời khỏi nơi này, nhất định là phải đốn hết những cây cản đường. Hạ hộ thiết trước. Hai anh một tả một hữu, Mạc Ngôn ở giữa, tấn công ba mặt. Căn phòng của Giả Định nằm ở góc này, chỉ có một cửa chính thôi. Được, tôi đi. Kim Tương Ngọc, nửa đêm nửa hôm vào phòng tôi làm gì? Ông cũng nửa đêm nửa hôm vào phòng người ta vậy? Chuyện của tôi, cô đừng xen vào. Quán trọ này là của tôi, có người ngủ ở chỗ này. Nếu như xảy ra nhân mạng thì người nào phụ trách đây? Bộ ở đây xảy ra nhân mạng còn ít sao hả? Những việc làm của cô, tôi đây đã điều tra rõ hết rồi. Cô đừng tưởng trước ánh sáng đều là người tốt nha. Vậy ông là ai? Tặc hữu tặc lộ, quan hữu quan lộ. Tôi gạch rõ ranh giới với ông, đường ai nấy đi. Bên tả bên hữu tôi đều đi hết. Số tiền tính như thế nào? Tôi nói thiệt cho cô biết, bọn chúng tôi là bọn phỉ đồ. Có ăn nhầm gì tới tôi? 1000 lạng có chịu không? Lấy mạng của hắn hả? Cô an tâm đi, không cần cô ra tay đâu. Chỉ cần cô giữ bọn họ lại một đêm thôi, còn những chuyện khác thì cô đừng nhúng tay vào. Sao hả? Ông đoán coi. Thật là cao cường. Vậy sao, chịu rồi hả? Ừ. Không được hả? Qua bên lấy vàng đi. Thôi để xuống.
Khuya rồi còn ra ngoài không gió, bên ngoài lạnh lắm đó. Ở đây nóng quá mà. Ừ. Sao tôi thấy lạnh kìa, không lẽ sức khỏe tôi kém? Nếu như mà còn ở đây nữa thì thêm phần nguy hiểm đó. Không nên chần chờ nữa, phải xông ra. À Hổ, tí trước tôi với Mạc Ngôn chặn đường Đông Sưởng. Hai Quỳnh dẫn Môn Trẻ đi, gặp mặt nhau ở Long Môn Quan. Dạ. Hoài An, anh ở ngoài yểm trợ, trong quán trọ có em. Mạc Ngôn. Ai đó? Lão Tần đây. Mời vào. Khương của Đương. Lão Tần, chú yên tâm, chúng tôi tận lực bảo vệ sự an toàn của chú. Mạc Ngôn. Hoài An, cốt nhục của Dương đại nhân giao cho anh. Chờ một lát. Cái ống tiêu này hãy tặng cho huynh đi. Đừng có cửa với bọn họ nữa. Thỏ đã lọt vào bẫy, càng dùng dãy càng không thoát được. Dạ. Dọn đi rồi, dọn đi rồi. Ngọn lửa này làm sao cũng không được dập tắt. Đi gói quần áo đi. Chắc dọn rồi. Ở bên ngoài gió lớn quá vậy. Sợ đây là đóng kín cửa lại vậy. Chúng ta bị gió thổi xém chút mấy mặt đó. Có phải là không muốn làm ăn hay không? Hay quá, bọn cứu quả tới rồi. Đừng để chúng nó thừa nước đục thả câu. Bọn chúng đi tới đâu, mình đi tới đó. Có đủ không? Đây quá. Mau lấy đó. Thôi cha, thật là lại trời lại đất. Lão già vô tới đây thì mưa thuận gió hòa, lửa gì cũng tắt hết đó. Mưa thuận gió hòa cái gì? Ở bên ngoài gió cắt mù mịt. Phải rồi, cháy đâu vậy? Chỗ này nè. Chỗ nào? Chỗ này nè, chỗ này. Lửa đâu? Ông trấn thủ như thế nào, không có thấy cũng ngửi thấy đó mà. Ây da, thật khốn nạn, lửa bừng bừng mà không có thấy. Ôi, đốt lửa lên đi, đốt lửa đi. Muốn làm phản hả? Các người là ai? Tại sao lại có nhiều binh khí vậy? Tất nhiên là đi làm ăn rồi. Cầm đao đi làm ăn hay sao? Thiên Lộ đại nhân à, chúng tôi đi làm ăn thì phải cẩn thận mới được chứ. Thời buổi bây giờ đem theo chút đỉnh binh khí phòng thân thôi. Diện mạo của người hình như ta thấy qua. Người là ai? Không người ta hỏi sao? Đại nhân, cứ chờ quay. Theo ta nghĩ không cần chúng ta phải ra tay đâu. Các người từ đâu tới đây? Ngươi là thiên hổ canh giữ biên quan. Sao có thái độ vậy? Nói chuyện với ta như vậy à? Chúng tôi là Đông Sưởng Kinh Thành. Đây là giá thiếp của chúng tôi. Triều đình cơ mật. Giá thiếp của tụi mình. Nguy rồi. Bắt tặc biến thành tặc. Các vị toan định đi đâu vậy? Xuất quan. Ây da, các vị không có biết cấp trên đã ra lệnh phong quan rồi sao? Không có thủ dụ tàu công công Đông Sưởng, các vị người nào cũng không xuất quan được đâu. Ta biết rồi. Tôi càng xem ông càng thấy giống Châu Hoài An bị truy nã đó. Thật là giống quá. Không lẽ tôi bị qua mắt sao? Tôi xem là có giống đâu. Ông coi nè, cái mặt người ở trong tấm hình này á, có một nốt ruồi. Anh chàng này thì đâu có. Đâu phải vậy, tôi nhớ hình như là không có nốt ruồi đâu. Ê, ông ngó anh chàng bên kia coi. Khi tới đây tôi thấy trên trán có một nốt ruồi, bây giờ chỉ còn cái thẹo đó. Nè, thấy bọn họ giả bộ bình tĩnh đó, khỏi cần nói, chắc là để che giấu bối rối. Ngươi dẫn chúng nó về doanh trại để thẩm vấn coi. Không chừng có người mà Đông Sưởng chúng tôi tìm kiếm. Tới chừng đó người lập được đại công đừng quên ta nha. Không quên, không quên được. Người, qua đây. Anh chàng giữ các cái nút rồi đó, qua đây.
Là ngươi đó, giả điếc à. Coi ngươi kìa, coi ngươi kìa. Qua lại, qua lại à. Mặt mày ngươi như bọn thổ phỉ, mặt không có đủ ba lạng thịt, còn nói là người đi buôn nữa, có phải là muốn giết người đó không? Tụi nó đang dùng kế ly gián, không được nóng nảy nha. Mới bước vào đây là tao thấy gai mắt lắm rồi. Quân mày, bắt khỏi chúng nó về. Dạ. Đi không được với tôi. Đi. Tất cả ở đây. Mũi theo dõi thiên hộ, để quên tìm con đường ra. Tam lượng, rót rượu ra. Thiên hộ đại nhân, xin chậm bước, chậm bước. Tiền treo thưởng chỉ có 1.000 lạng, ở đây mỗi tấm ngân phiếu đều là 1.000 lạng. Con người như tôi làm việc rất linh hoạt. Bỏ vũ khí xuống. Mấy hôm nay biên quan có việc, không có cho người nào ra vào đâu. Vậy thì các vị ở lại chỗ này vài ngày nữa, chờ khi biên quan mở cửa lại, tôi sẽ thả các vị đi. Cảm ơn đại nhân. Sẽ có phần của cô mà, uống rượu đi. Chờ quỳ ăn đi đâu rồi? Lộ tỷ chứ. Dạ con. Đi bất ngờ cả hàng tới kìa. Quỳnh ngó tôi như vậy là lần đầu tiên đó. Cô chủ. Đi. Hắn từ đường hầm vào đây đó. Quỳnh từ đường hầm vào đây mới chịu ngó tôi như vậy. Hay là để tôi mở hết những thông đạo cho Quỳnh xem hết cả một đời. Thành thân thì thành thân. Ống tiêu này là sinh vật đó. Trả lại tôi. Rờ đi, rờ đi. Rờ qua tí nữa là rờ trúng rồi. Nếu rờ xuống dưới thì khỏi cần bái đường nữa. Rờ đi. Được. Đem đồng phòng tôi lấy lại. Nào. Bẩm đốc công, chúng ta sắp đến Long Môn rồi.
Đêm nay huynh bái đường thiệt sao? Kim Tường Ngọc con bi động, con đường duy nhất xuất quan. Chỉ có huynh mới tin cổ thôi. Tôi cảm thấy cổ không đáng tin cậy đâu. Các vị đều là người trong Lục Lâm, tôi có thể xưng huynh đệ với các vị, tại sao lại không thể tin cổ? Quán trọ Long Môn là một địa phương để giao dịch, lễ nó sinh tồn lâu như vậy chắc là có lý do mà. Bái đồ thành thần là để làm loạn trận cướp của Đông Sưởng. Tôi bắt cả gia đình nó làm người chứng hôn để kiềm chế hành động của nó. Kể đó, tôi bắt Tương Kim Ngọc nói con đường hầm ở đâu. Các vị thấy tôi để cây đèn cày ở cửa sổ thì chia hai đường đánh ra ngoài. Bạc Ngôn dẫn bọn trẻ sơn vào tân phòng. Chúng ta sẽ bắt Tương Ngọc từ đường hầm ra khỏi quán trọ. Quan trường vô nghĩa, xa trường vô tình. Bạc Ngôn, mùi hiểu chứ? Đàn ông đang động phòng còn chạy ra được sao? Không lẽ các vị nghĩ tôi là vì một đêm phong lưu mà hy sinh các vị hay sao? Làm theo ý Hoài An đi. Khu vụ này cũng không hiểu huynh nghĩ cái gì. Bình bất yếm trá, càng không hiểu rõ càng dễ làm. Quán trọ Long Môn, ta hy vọng ngày mai sẽ không thấy rạng đông nơi này nữa. Tất cả xong hết rồi. Lão già đó ưng thuận sao? Đâu có vấn đề gì chứ? Tất nhiên là không thành vấn đề. Nếu như bọn huynh chịu trở lại không bỏ đi thì lão già đó quyết định ưng thuận. Tôi làm sao làm người chứng hôn chứ? Tôi không đủ tư cách đâu. Nếu mà không có huynh hôm đó nhất ngữ phá thiên cơ thì tiểu đệ ngày hôm nay đâu có giận nào qua như vậy. Cảm ơn huynh nhiều. Phải rồi, anh ta thì không có trưởng bối, còn huynh thì không có nhiều tóc bạc, không ai làm được đâu trừ huynh thôi. Được, vậy thì tôi đây miễn cưỡng làm cho ha. Chúc mừng. Cảm ơn. Hôm nay là lễ thành hôn của tôi, xin các vị hãy uống vài ly nha. Hãy nể tình tôi, uống cho say thiệt say, xin được khách sáo nha. Hey, người bạn của huynh hình như là không có vui mừng đó. Hãy mời người chứng hôn nói vài câu chúc mừng đi. Tôi đây quanh năm đi buồn, không vợ không con, phiêu bạc tứ phương. Không ngờ hôm nay ở biên cương tại ngoại kết hợp được một đôi kim đồng ngọc nữ, thật là tam sinh hữu hạnh đó. Nè các vị, các vị còn đứng đó làm gì? Ngày hôm nay là ngày vui mừng của cô chủ mà, tại sao không đi chúc mừng người ta đi? Cười đi hả? Tân nương tử, đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Đàn ông tốt không có dễ dàng gì kiếm đâu. Khi kiếm được rồi thì phải trăm phương ngàn kế giữ lại đó. Ê, là trai tài gái sắc đó nha. Rồi. Phải rồi, cái hai rất là xứng đôi vừa lứa đó. Biển trời đỉnh mà. Đúng rồi. Rồi. Lời nói nghe rất khoái tai. Xin mời. Ngày thành hôn của người ta đừng có uống say nha. Ê, vui như vậy tại sao không say được chứ? Dạ không, không phải là rượu của mình đừng uống. Có chừng có độc. Nè, xin mời. Uống. Được. Cạn chén. Cạn. Hay lắm, uống đi. Mau đi lên trên phòng đi, đừng để tôi nói kéo dài thời gian. Sao động phòng sớm quá vậy? Đã tới giờ rồi mà. Nếu qua được chỗ này. Được, ra tay đi. Hôm nay là ngày vui, không đáng để động đau động thương. Mời uống rượu đi. Đem rượu tới đi. Dạ công, chúng ta người đông không thiệt thòi đâu. Được, chúng ta người đông uống rượu không có thiệt thòi đâu. Hai tên rượu này đã pha nước rồi, uống đi không sai đâu. Tôi xin uống trước 5 chén. Đừng có lãng phí thời gian nữa, cô định chừng nào mới nói con đường hầm đi. Đốt cây đèn cày rồi sẽ nói. Nếu mà đốt rồi cô không nói. Đường hầm ở chỗ này, chờ xem công phu của huynh có vô được hay không. Bị da, chạy nó tư rồi. Đừng nói quanh con nữa, làm người ta mất hứng hết à. Đêm động phòng qua chút huynh có đem theo vũ khí hay không?
Trong tiêu đâu? Quỳnh cứ kiếm đi. Ta đấu uống 5 cân. Được. Uống thì uống một tỉnh. Vô dụng, cút ra. Mặt trăng thiệt là tròn đó. Chị à, sao mặt trăng ở đây không giống như mặt trăng ở quê mình vậy? Mẫu thần nói nguyệt thị cứu hương mình, tất nhiên là mặt trăng ở quê nhà mình đẹp hơn rồi. Nhưng bây giờ quê mình cái gì cũng tiêu tan hết. Chúng ta được bình yên ở đây thưởng nguyệt, ông trời đối với chúng ta rất là tốt rồi. Chúng ta đây tốt không? Hả? Dĩ nhiên là tốt, tại vì có anh đã chúng ta ăn trái cây. Ăn đi. Tối nay có lẽ cô Biếm, nếu như có gì bất ổn thì ta sẽ ném ly. Nghe tiếng nghiền ly thì lập tức ra tay. Ly bể ra tay nha. Thế mà tìm cách đưa tôi ra ngoài. Được mà, nhưng không phải là đêm nay. Đêm nay là cơ hội duy nhất, tôi phải đi đó. Quỳnh nghe cho kỹ nha. Vào đến phòng của lão nương thì Quỳnh không làm chủ được đâu. Tôi muốn đi thì đi. Kim Tư Ngọc, cô giúp tôi một việc đi. Khi mình trở về tôi nhất định là lấy cô mà, đôi bên có lợi. Quỳnh đã có lợi còn chưa đủ sao? Dạ công, đại quân của Tào Đốc Công cũng đã sắp tới đây rồi. Hả? Khu cô nương à, đó là nước không phải là rượu đâu. Mặc kệ tôi, để ý ám hiệu ở cửa sổ. Đã lâu rồi, sao ở tỉnh không thấy động tình gì? Có lẽ làm thiệt đó. Thì trong lúc nguy ngập mà, sao nói những lời này chứ? Ta khen người nhìn trí, biết xem tình thế biến đổi. Dạ. Nếu mà có tin gì lập tức báo cho ta nha. Dạ. Trong phòng của Kim Tương Ngọc có đường hầm. Châu Hoài An định dùng đường hầm để xuất quan. Quả nhiên xảo quyệt, không để bọn chúng chạy thoát đứa nào cả. Dạ không. Hay là chúng ta dùng kế lên phòng coi có động tĩnh gì hay không. Dùng kế hả? Được. Đừng phí thời giờ nữa. Phải, thời giờ quý báu. Cô chủ Kim, làm phiền con lát nha. Ai đó? Giả Đình đây, mở cửa đi. Ây da, sao phiền phức quá vậy, có chuyện gì đó? Có một bộ hạ của tôi bị thương, cô có thuốc trị thương không? Có chuyện gì vậy? Cứ cản trở người ta. Làm phiền cô đi coi bộ hạ của tôi, nó bị té bể đầu đó. Hôm nay là ngày vui mừng của tôi, ông phải biết điều một chút chứ. Nè, lấy thuốc trị thương ra. Nè, qua đây. Mời cô vào. Có chuyện gì đó? Mày tưởng mày chạy trốn được sao? Wow, sao ông ta ra tay lúc này, chờ đêm nay không được hay sao? Phá hết quán trọ của tôi rồi.
Tôi sợ là cô làm hư chuyện của tôi. Tại sao nói vậy? Tôi biết cho quẹ, muốn mượn đường hầm của cô chạy ra ngoài. Ê, người ta dám ra số tiền gấp đôi lại làm cho lão nương vui sướng, ông có làm được không? Cùng lắm tôi thêm tiền cho cô để bù đắp được không? Một trăm ngàn lượng. Không thành vấn đề đâu. Chuyện này có thể thương lượng nhau mà. Ông giao tiền tôi giao người. Nè, cô coi chừng mất cả người cả tiền. Hả? Lại bị thương nữa à? Nói trước với ông nha, dùng thuốc trị thương của tôi phải tính tiền riêng nữa đó. Ê, ba chuyện làm ăn xong rồi hả? Sổ phong lưu của tôi với Huỳnh còn chưa thanh toán nữa. Ê, ôm chặt tôi đi. Hồi đại ca gấp đi đâu vậy? Uống một ly đã. Uống đi. Ê, uống cái gì? Tôi đi ở đây. Thật là đúng lúc, tôi cũng muốn đi ở đây. Muốn đi trước đi. Cái đèn cày tắt rồi. Hồ ly tinh. Đại ca, đèn cày đã tắt rồi, còn chờ tín hiệu được không? Anh ta ở trên sung xuống, mặc kệ chúng ta sống chết ở đây. Không có gì, không có gì, binh khí phòng thân thôi. Các vị uống tiếp đi. Bọn chó tụi bay chuẩn bị trước rồi, dù sao cũng phải đánh, dứt khoát đi. Tôi giúp huynh, giúp đau. Để Trung Quy đuổi theo. Mục tiêu chúng ta là Chào Hoàng. Chúng ta có đợi Chào Hoàng hay không? Đừng đợi nữa, ra khỏi Long Môn rồi nói sao. Thức dậy. À, chú Châu đâu? Đừng hỏi nhiều, mau lên. Cô cứ bám tôi, có nhiều lợi lắm hả? Tốt hơn mình không giúp ích gì cho tôi. Chặn nó lại. Tôi không cho huynh đi. Kim Tư Ngọc, cô chịu làm tay sai cho Đông Sử sao? Khốn nạn, quên đừng ngậm máu của người nha. Cháu quẹ, người đã bị cung đường. Tuấn Tử Thảo, Tuấn Tử Thảo, Tuấn Tử Thảo, ai kêu chú ra tay vậy? Tôi đâu có ra tay, tại lão tóc bạc đó. Lão tóc bạc? Tuấn Tử Thảo, Tuấn Tử Thảo. Mẹ kiếp bay! Kim Tư Ngọc, chúng tôi đã trao tiền cho cô rồi. Để lại ngươi mua quan tài đi. Kiếm pháp của cô cũng rất lợi hại. Ở đằng trước gió cát rất to. Không phải là gió cát, là tiếng gió ngựa. Đại quân Đông Sửng nó tới rồi. Tất cả chia nhau chạy, một lát nữa gặp. Dạ. Quay là người mình đi.
Hà Hữu, Ngọc Anh, Ngọc Bảo, Ngọc Bảo. Chị ơi, em ở trên này nè. Ngọc Bảo đâu? Chị ơi. Dạ, chị dẫn em chạy. Bà Ngu, bà Ngu, chịu đựng một chút nha. Tàu Thiếu Cầm tới rồi. Cái gì? Tàu Thiếu Cầm tới hả? Ê, người đã ngất xỉu rồi còn hỏi gì nữa chứ. Mau để vào phòng tôi. Mau đi kiếm Thiền Hộ, nói lão nương có nạn, đi mau. Biết bao nhiêu là mưa gió, chúng ta đều thoát khỏi được tử thần. Thời thế sở bức, nhân thế vô thường. Huynh với muội đều không dám khẳng định có thể qua được Long Môn này hay không. Mạc Ngôn, Hoài An, em không nên hoài nghi anh. Cái âm tiêu đó không phải là huynh tặng cho Kim Tư Ngọc đâu. Huynh thì không thể ngờ được đã làm cho muội buồn bực như vậy. Nhưng cũng may là có thể giải thích được với muội. Người ta nói là loạn thế mạc tố nữ nhi tình. Thật ra thì loạn thế nữ nhi tình càng nồng hơn. Ông tiêu đó lấy lại không được, là vật ngoài thân thôi, đâu có bằng tình nghĩa bây giờ chứ. Còn suy tình với nhau nữa. Cô còn chưa đi à? Quán trọ là của tôi, tại sao kêu tôi đi? Tôi quên, cô giống như sa mạc vậy, vô tình vô nghĩa. Người ở sa mạc có ai mà không lo đến bản thân chứ, không lo cho người ngoài đâu. Cho nên cô mà hắc điếm. Những người khách như huynh làm xong là phủ đích đi, tôi cũng học theo các huynh đó. Vô tình vô nghĩa hả? Ai đó? Đi bất ngộ. Tôi đi mà. Cứu Bình tới chưa? Thiên Hộ đại nhân không chưa tới. Tôi nói sao cũng không chịu nghe. Mẹ kiếp nó, toàn là đồ súc sanh vô tình vô nghĩa. Để lão nương đối phó với bọn chó thiếu này xong, về đây sẽ kiếm mày thanh toán. Sao người lại trở về? Không nỡ đi đó hả? Thank you.
chuyện tới bắn. Đừng bất ngộ, mau dẫn hai đứa nhỏ chạy xuống đường hầm đi. Mau lên, mau lên. Ông tiệm của cô, đồ người ta bố thí tôi không lấy đâu. Bẩm đốc công, chúng ta đã bao vây quán trọ Long Môn rồi. Mặt ngục, mũi xuống trước đi. Nắm lấy tay của chú. Ở dưới có gì minh mã? Cậy nó. Chạy. Sao núi có người? Đuổi theo hả? Đuổi đi Quỷ Môn Quan đi. Chạy hả? Chạy hả? Sao mặt lớn gì chạy đâu? Tôi cản nó lại. Cô dẫn hai đứa nhỏ xuất quan đi. Các ngựa Quỷ Môn Quan chờ tôi, đừng có chần chờ nữa. Hoài An, hãy cùng nhau sống chết. Còn có tôi đây. Sao anh cô chưa chạy đi? Cây ngã thì tan rã, ta tiêu diệt được người thì gia sơn của ta vẫn như núi Thái Sơn. Bà để chúng ta liên thành nhất thể, người chỉ có một mình tác chiến, mẹ kiếp nữa, chúng ta lúc nào cũng có thể lấy mạng của mày. Qua đây cho Thiên.
nguy rồi. Bây giờ chúng ta bị dính trong lưu xa, tính sao đây? Tính sao? Nhúc nhích không được. Trời đã hại ngươi. Mạc Ngôn, Mạc Ngôn, cô đừng nhắm mắt nhà để tôi chém nó giùm cô. Liễu Diệp Trác, khí quyển sát hạ. Mạc Ngôn, Mạc Ngôn, đồ khốn nè, bất tử lưỡng lực. Lấy mạng ngươi, tránh ra. Chờ Hoàng, Quỳnh là đàn ông, hai đứa trẻ còn chờ Quỳnh dẫn xuất quan đó. Trời đất lớn, ta lớn nhất, con đường âm ty này là các ngươi tự chọn. Cái gì của ta? Cái tay của ta? Người chạy đâu? Bản kiếm, mau đẩy tôi qua bệnh. Hoàng, Quỳnh có nghe tôi nói không? Mạc Ngôn, Mạc Ngôn, Quỳnh còn trở lại quán trọ Long Môn này nữa không? Khi mà lần sau có số khách tới nữa thì cô có lẽ đã quên người khách qua là tôi rồi. Tôi không thể can đảm như cô đối diện với sa mạc này. Tôi phải xuất quan. Thank you.
Quán trọ Long Môn. Lấy rượu ra. Chúng ta phải rời khỏi cái chỗ vô tình vô nghĩa này. Đi, đuổi theo cha Hoàng. Chào lên, tôi đã.